Hello hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tây Du Hí. Thì phía sau lưng mình đây là quảng trường 2 tháng 4 ở Nha Trang nha các bạn. Thì cái clip trước mình có quay về tình hình du lịch ở Nha Trang vào tháng 6 2022 đó, cho các bạn tham khảo đó. Thì mình có giới thiệu với các bạn là đối diện với quảng trường là một cái phố đi bộ hay là chợ đêm. Thì bây giờ mình sẽ review về phố đi bộ hay chợ đêm cho các bạn tham khảo nhé, cho bạn xem. Nếu các bạn nào mà chưa biết thì các bạn đến đây du lịch, các bạn có thể ghé vào phố đi bộ này hay chợ đêm này để tham khảo nhé, để mua sắm này kia nhé. Ok, bây giờ mời các bạn theo chân mình nhé. Ok các bạn ơi, phía trước mặt chúng ta đây là phố đi bộ ha, ở bên kia đường. Bây giờ anh đi qua đường ngay giữa vạch kẻ đường đây là qua phố đi bộ nha các bạn. Đó, thì khi các bạn đi qua đi lại chỗ ngay quảng trường đây nè, các bạn cẩn thận ha, vì đường Trần Phú này xe cộ rất là tấp nập nha các bạn. Và mình nhớ là đi đúng ngay vạch kẻ đường nha các bạn ơi, đi chậm chậm thôi. Đó, mình đang đi qua đường đây. Thì hôm nay ngày thường thì xe cộ cũng tương đối bình thường, không có đông lắm. Các bạn đi cuối tuần rồi xe cộ rất là đông luôn các bạn, đặc biệt là xe du lịch. Đó, thì đây các bạn, đây chính là cái cổng chào ngay chỗ phố đi bộ đây các bạn. Bây giờ mình sẽ tranh thủ quay sơ ha, tại trời cũng hơi tối rồi, thời điểm này cũng gần 6 giờ rồi các bạn. Thời điểm mình đi đây là ngày 8 tháng 6 2022 ha. Bây giờ mình sẽ đi xuyên qua cái phố đi bộ này hay chợ đêm này, mình sẽ review sơ những cái cửa hàng ở đây cho các bạn xem nhé. Đây, đây là những cái cửa hàng ở ngay ngoài mặt tiền của đường Trần Phú luôn các bạn. Thì đây chủ yếu là bán những cái trang phục về liên quan tới quần áo bơi này kia ha. Đó, cận cảnh vô đây cho các bạn xem nè. Đây là quầy bán trang phục nữ ha, rất là đầy đủ luôn. Bạn nào tới đây mà quên đem đồ hay là có nhu cầu mua sắm thêm thì các bạn cứ ghé này nha, mũ đội cho đỡ nắng rồi các kiểu nè, rất là nhiều luôn các bạn, màu sắc sặc sỡ rất đẹp. Phía bên này cũng vậy luôn. Yes yes, đây các bạn, ở đây có rất là nhiều quầy bán trang phục liên quan đến đi biển rồi nè các bạn. Ví dụ như kia ở số 4 này là chuyên bán về mũ rồi nè, mũ giày dép kiểu ha. Đó, kia ở số 3, số 5 thì có bán các cái đồ liên quan đồ ăn rồi nè, cái sấy đồ cái kiểu ha. Đó, hạt điều, mít sấy. Đây, đặc sản Nha Trang nè, chị này giới thiệu đặc sản Nha Trang nè. Đó, các bạn đến đây có thể ghé ngay chỗ phố đi bộ này ha, các bạn mua sắm hầu như không có thiếu cái gì hết. Đây là kiosk số 3, số 5 nha các bạn, bán đồ liên quan đồ ăn. Đó, ở đây rất là nhiều kiosk bán liên quan đến trang phục, quần áo đồ này kia. Bên này thì ô số 11, số 9 bán các cái liên quan giỏ sách đồ các bạn, mắt kính rồi nè. Các bạn mà đến đây mà thiếu đồ rồi là các bạn cứ ghé đây ha, không thiếu cái gì ha. À, mình quay cận cảnh những cái chiếc giỏ sách rồi đây cho các bạn xem ha. Đó, quà lưu niệm đồ kiểu nè các bạn, rất là đẹp luôn, sâu chuỗi rồi nè các bạn. Rồi nhiều lắm các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi lượt thôi sao qua thôi ha, cái nhiều lắm, quay từng quay rồi chắc video này dài lắm luôn các bạn. Mình sẽ
cố gắng quay hai bên luôn ha. Ở như quầy này bán giày dép rồi nè các bạn, từ trẻ em cho đến người lớn luôn ha, không thiếu gì hết, đồ chơi cho trẻ em rồi luôn. Đó. Hầu như những trang phục mà liên quan về mũ nón rồi thời trang rồi để đi biển đồ này kia thì rất là nhiều nha các bạn. Thì phố đi bộ này dài khoảng hơn 100 mét nha các bạn, khoảng 200 mét từ đầu đường vô có đó, và rất là sâu dưới kia luôn nè. Mình chỉ bây giờ mình có mình đi nhanh ha, mình đi nhanh qua với dài quá các bạn. Thì mình thấy hầu như là cái họ bán cũng khá na ná giống nhau các bạn, những cái đồ liên quan đến đi biển đồ này kia á, quà lưu niệm, thức đồ ăn. Ví dụ như quầy này thì bán cái có cái gì đây lạ hơn nè các bạn. Đó, ở đây là bán những cái đặc sản liên quan đến trầm hương nè các bạn. Đó. Bạn nào mà yêu thích những sản phẩm liên quan đến trầm hương các bạn tham khảo đây ha. Rồi, chào anh. Chào em nha. Cửa hàng mình bán cái gì ta? Vòng tay khắc chữ. À, vòng tay khắc chữ. Nhưng mà khá là đẹp đó các bạn. Vòng tay móc khóa làm theo tên ạ. Đó, là làm theo tên của các bạn luôn á. Dạ, khắc theo nội dung yêu cầu đấy luôn mọi người ơi. Rồi, đây là quầy số 51 nha các bạn, kiosk số 51 ở chợ đêm, ở chợ đêm phố đi bộ đó. Các bạn đến đây có thể ghé ở đây và tạo cho mình một cái vòng hay là một cái sản phẩm gì đó mà khắc tên các bạn cho đặc biệt nha các bạn, hoặc là khắc tên người yêu đồ để tặng cũng rất là thú vị và đặc biệt. Rồi bây giờ mình sẽ tranh thủ mình đi những quầy khác nha các bạn. Rồi, chào chị nhé. Kênh nào vậy? À, em bên kênh Tây Du Hí. Tây Du Hí. Dạ. Dạ. Ở đây là quầy số 53, bán cũng bán những cái sản phẩm liên quan đồ lưu niệm này luôn các bạn, móc khóa rồi nè. Bán đồ chơi là chủ yếu. À, bán đồ chơi là chủ yếu đây, đồ chơi này nha các bạn, rất là nhiều luôn á, rất là đa dạng luôn. Rồi kế bên đây là quầy số 55 nè, bán những sản phẩm về da nè. Rồi từ túi xách đồ tất cả là bằng da rồi hết nha các bạn. Rồi bạn nào mà muốn kính mát rồi thì ghé đây ha. Quay 56, 58. Đây các bạn, đây là khu ẩm thực phố đi bộ này các bạn. Ngay đây. Tại quầy 57 nè. 56, 57 rồi đây, 55 rồi đây là có một cái cổng là khu phố. Khu phố ẩm thực nha mọi người. Ẩm thực ha. Đây các bạn coconut nha mọi người. Ok. Anh giới thiệu đây là khu phố ẩm thực đi bộ này các bạn. Ở đây có bán rất là nhiều đặc sản liên quan đến ẩm thực. Rồi ok, chào anh nha. Chào mọi người nha. Yeah. Chào tất cả 500 anh em nha. Chào 500.000 anh em luôn. Đó, bên đây cũng là đồ lưu niệm nha các bạn. Đồ lưu niệm liên quan đến gỗ nè. Rất là đặc biệt. Đồng hồ rồi nè các bạn. Quầy số 59, 61,
62, 60 rồi đây các bạn, là bán những cái thứ liên quan về quà lưu niệm mà liên quan đến sạc cừ gỗ rồi nha các bạn. Mình quay gần cảnh cho các bạn xem ha, tham khảo ha. Ai nào có nhu cầu thì ghé đây mua nhé. Rồi kế bên là quầy 64, 66 rồi đây là bán về dép rất đa dạng luôn. Để mình đi lui xa xa mình quay zoom toàn cảnh cái kiosk nè. Rồi khu dưới này gần như là quần áo với đồ lưu niệm, giày dép rồi nha các bạn. Ở phía dưới này là cũng là cuối của phố đi bộ đây các bạn. Mình đi xuống phía cuối đây nè. Thì ở đây có khoảng chắc khoảng 100 cái kiosk đó các bạn. Phía dưới này cũng bán đồ ăn, phía cuối cũng bán đồ ăn đủ kiểu quần áo. Rồi. Đồ chơi, đồ lưu niệm. Đây là quầy 12B rồi 11 thì rồi. Thì mình nhắm là mình thấy khoảng là có 100 cái kiosk như thế này nha các bạn. Đó, đây là phía cuối rồi nè các bạn. Ở phía cuối này thì có những cái quầy về chè sinh tố rồi các kiểu nè. Rồi ẩm thực, kem ăn uống rồi các kiểu ha. Bạn nào đi dạo phố đi bộ một hồi mà khát nước rồi các bạn ghé đây ha. Ở cuối phố đi bộ tính từ đường Trần Phú nha các bạn. Đó. Thì phố đi bộ này dài khoảng 200m đó các bạn. Rồi ok, video của mình giới thiệu về phố đi bộ ở đây xin kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này cũng như theo dõi kênh YouTube Tây Du Hí của mình xuyên suốt thời gian qua nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp nhé. Bye bye.